Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu khánh, và lạ, thánh, và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tối thằng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết chúng sanh đều phát bồ đề tân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải việc hiện chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ Liên Hải Biên tập Bình Minh Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2010 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Cân Tập 188 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh Giải Trang 220 hai hai Hàng thứ ba Bốn Tông Thiên Thầy lập ra sáu loại thiền ác Đây là trong kinh văn nói đến thiện ác của thiên nhân niệm lão nêu ra bốn ví dụ cho chúng ta ba ví dụ trước chúng ta học qua rồi đây là ví dụ thứ tư vấn đề này đối với việc tu học của chúng ta liên quan rất quan trọng Bởi vì rất nhiều người tu hành tâm tố Cuối cùng không đạt được thiện quả Nguyên nhân là do đối với giới hạn thiện ác chưa hiểu rõ ràng Rốt cuộc cái gì là thiện, cái gì là ác Thường xem ác là thiện, vì thế khi quả báo hiện tiền Hối hận cũng không kịp Điều này không thể không biết Hôm nay chúng ta xem điều thứ tư Đây là đoạn cuối cùng Tông thiên thai nói sáu loại thiện an Giảng tương tận hơn trước đây một thiện của nhân thiên Thiện của nhân thiên trong Phật Pháp nói Việc của ngũ giới thập thiện là thiện vậy Tu ngũ giới thập thiện Sau đó quả báo nhân thiên đã hết Còn đoá vào ba đường ác Nên cũng là ác Giáo dục thánh hiền Trong truyền thống xưa. Và Ngũ Luân chúng ta nói, Ngũ Luân là mối quan hệ người hiện tại không hiểu. Cho nên cơ hội tạo ác càng nhiều hơn. Cơ hội hành thiện sẽ ít hơn vì sao vậy vì không hiểu mối quan hệ điều này không thể trách người khác trong thời đại này giáo dục luôn thường không còn nữa quý vị làm sao có thể trách họ cho nên thiên tai ngày nay không phải là ngẫu nhiên ngũ thường nhân nghĩa lệ trí tính tương đương với ngũ giới trong nhà phật tứ duy bác đức tương đương với thập thiện trong nhà phật nhà nho nói tinh thần của họ Giữa qua tiểu thường Cho nên tu học phải xem họ tu pháp nào, họ dùng tâm là gì. Thèn chốt là ở đây gì. Tâm thuần là lợi ích người khác, không có tự tư tự lợi đây là thiện. Xen tạp tự tư tự lợi ở trong đó, cho dù là làm rất nhiều việc thiện đó cũng là ác. Vì sao vậy? Dụng tâm của họ là tổn người lợi mình Lợi mình này chắc chắn là hại người Chắc chắn là như vậy Dùng ý nghĩa Của thiên thai để nói Ngủ giới thập thiện Ngủ thường bác đức tu được rất tốt Đời sau được phước báo nhân thiên Đời sau hưởng phước báo nhân thiên Lúc hưởng phước sẽ rất dễ dàng tạo nghiệp Điểm này chưa vị bình tĩnh để quan sát Quý vị xem người giàu sang và người nghèo khó Người nghèo khó rất khổ Đặc biệt là đến dùng biên địa Một số nơi Giao thông ách tắc không thuận tiện quý vị thấy những cư dân nơi đó vô cùng khổ nhưng họ không có cơ hội tạo nghiệp ác vậy đời sau thì sao đời sau họ rất có khả năng vẫn là thân người họ vẫn được thân người có người ở những vùng thành thị giàu sang họ đang hưởng phước Hưởng phước hết rồi Thường là họ đến ba đường ác Trời cao tạo hóa rất công bằng Quý vị từ điểm này để xem xét Những người nghèo kia không thiệt thòi chút nào Quý vị xem họ vẫn được thân người Người giàu sang này hưởng hết phước rồi Họ đến ba đường ác Tôn Thiên Thai nói về ý nghĩa này sâu sắc Chúng ta phải suy nghĩ xem Ở đây ý nghĩa quan trọng là gì Quý vị phải nên biết Người trong lục đạo Thọ mạng thế gian ngắn nhất Người thọ mạng dài 100 tuổi Người thọ 100 tuổi rốt cuộc cũng là số ít Không thấy nhiều Nhưng quý vị nếu đọa ba đường ác Vậy thì thời gian đó dài rồi Đọa vào cõi súc sanh Trong kinh điển ghi chép Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng một vài câu chuyện nhỏ Chúng ta nêu một chuyện Những người thường học kim giáo đều biết Con chuyện kỳ thọ cấp cô độc viên năm xưa lúc có công trình dường như là xây dựng thời đó xây dựng nhà cửa đều rất đơn giản phòng ở trong tinh xã cất phòng ở phật thích ca mâu ni nhìn thấy một tổ kiến liền mỉm cười những vị đệ tử bên cạnh nhìn thấy thế Tôn hỏi vì sao ngài nhìn thấy kiến lại cười liền hỏi phật vì sao cười nó Đức Phật trả lời Quý vị xem tổ kiến này Bảy vị Phật xuất thế rồi Nó vẫn còn chưa rời khỏi thân con kiến Chúng ta không nói điều gì khác Một Đức Phật tức là ba a tan kỳ kiếp Ba nhân bảy là hai mươi mốt a tan kỳ kiếp Chúng còn chưa thoát khỏi thân con kiến Phải chăng thọ mạng của kiến thời gian dài như vậy Không phải vậy, nó ngu si Nó không biết đổi thân thể nó chết rồi cảm thấy làm thân kiến nó vẫn ở trong tổ kiến làm thân còn kiến đời đời kiếp kiếp chỉ ở trong tổ chuyện thế làm thân kiến ngu si đến mức độ này không dễ dàng thoát ly càng là động vật nhỏ càng khó thoát thân quý vị xem động vật lớn giống như bò cừu heo chó những loài này dễ dàng thoát ly những động vật nhỏ rất khó thoát ly vì sao vậy nó vô cùng chấp trước thọ mạng của quỷ điều này thường nói trong cõi ngạ quỷ một ngày ở đó là một tháng ở nhân gian cho nên nhân gian ngày mùng một ngày rằm để cúng quỷ thần chính là bữa sáng bữa trưa chính là tình trạng như vậy thọ mạng ít nhất Thọ mạng ngắn cũng là một ngàn tuổi Một ngày bằng nhân gian một tháng Cũng là một tháng ba mươi ngày Một năm ba trăm sáu mươi ngày Mười hai tháng Một ngàn tuổi như vậy Vậy là nhân gian biết bao nhiêu năm Không dễ dàng gì Địa ngục thì không cần phải nói nữa Trong địa ngục thọ mạng rất ngắn Chúng ta ở đoạn cuối sẽ nói đến Ngắn nhất là Nhân gian hai ngàn bảy trăm năm họ một ngày Chúng ta xuyên lịch sử Trung Quốc năm ngàn năm Ở trong địa ngục chưa đến hai ngày Thọ mạng ngắn cũng là một ngàn tuổi Thọ mạng dài là một dạng dạng năm Quý vị có phiền phức hay không? Cho nên Phật nói rất tương tận, rất rõ ràng không phải giọng ngữ Không phải dọa dẫm người khác Chân tướng sự thật là như vậy Quý vị hiểu rõ rồi Thì không đến nơi đó nữa Trên trời Trên trời chứ gì hiểu được Tứ Thiên Dương Một ngày ở Tứ Thiên Dương là 50 năm ở nhân gian Thọ mạng 500 tuổi Đau lợi thiên gấp đôi đau lợi tiền một ngày bằng nhân gian một trăm năm, thỏa mãn là một ngàn tuổi, chỉ là nhân gian ngắn, thời gian ngắn như vậy hà tất phải tạo nghiệp, tạo tội nghiệp quý vị đọa vào ba đường a. Lúc tạo thiện nghiệp hình như quá nữa đều là sanh quái trời dục dữ Vì sao vậy? Tập khí phiền não của quý vị chưa đoạn Thớt tình lục dục chưa đoạn Chắc chắn là quái trời dục dữ Quái trời dục giới khá tốt Phước bạo lớn hơn nhân gian Nhưng cũng là hưởng hết rồi sau khi hưởng hết phước rồi Quý vị phải làm sao Trong thức a la gia của quý vị Đã chứa những hạt giống nghiệp ác Sẽ khởi diễn hành Chúng tự đó khởi hiện hành liên vào còi ác Cho nên Đại sư Thiên Thai nói Phước báo nhân thiên hết Đây là nói đời sau đã hưởng hết Lại đóa vào đường ác nói điều này không phải là việc tốt đây là điều mà hiện tại ở nhân thiên không thể không giác ngộ thân người khó được phật pháp khó nghe được thân người nghe phật pháp vì sao quý vị không ở ngay trong đời này đi làm Phật cho rồi? Quý vị còn làm việc luân hồi sanh tử làm gì? Đặc biệt là quý vị gặp được pháp môn này Bộ kinh này Là giấy bảo đảm phàm phu một đời thành Phật Quý vị chưa đạt được thì tình có thể hiểu quý vị không có phước phần quý vị một đời không gặp được người gặp được là người có phước bao lớn người có đại nhân duyên quý vị có thể làm việc xấu sao quý vị làm việc xấu quý vị xứng đáng với phật đà sao hai đức phật a di đà phật phát nguyện thành tựu mọi người Phật thích ca Mâu Ni khẩn thiết giới thiệu cho chúng ta. Quý vị có lỗi với Phật Đà, có lỗi với tổ sư đại đức, có lỗi với cha mẹ tổ tông của bản thân quý vị, có lỗi với bản thân quý vị. Quý vị tại sao lại có thể làm việc xấu? Việc xấu là gì? Danh danh, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều là việc xấu. Chỉ cần quá đáng quá Thì không phải là việc tốt nữa Cổ nhân dưỡng sinh Đợi dự những sự việc này Danh gian lợi dưỡng ngũ dục lục trần Phải dừng lại đúng lúc Không thể sanh trưởng tâm tham Tham tâm là cõi ngã quỷ Sân nhuệ là cõi địa ngục Trong cuộc đời này Sau khi nghe được Phật Pháp Liên hạ quyết tâm Phải đoạn tham sân si mạng nghiệp Dùng phương pháp gì để đoạn Phương pháp tốt nhất là Thân cận thiện tri thức Nghe kinh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thị giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta suốt 49 năm. Dụng ý chính là ở điểm này vậy. Trên hội lăng nghiêm Bồ Tát Giang Thụ lựa chọn căn tánh Nói rất rõ ràng Thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Chúng sanh ở thế giới ta bà Sáu căn là nhĩ căn ngày bèn nhất Cho nên nghe kinh dễ dàng nhiếp tâm nhất Hiện tại khoa học kỹ thuật cao này rất tốt Chúng ta nên lợi dụng nó Có được điều này thuận tiện rất nhiều rồi Cổ nhân khuyên dạy chúng ta Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Quý vị đến đâu để tìm một vị thiện trì thức Mỗi ngày đều giảng kinh cho quý vị mười lần Đó là điều không thể Xưa này trong ngoài nước đều không tìm thấy Ngày nay dùng đĩa CD là được rồi tôi dùng một đĩa cd một ngày nghe mười lần vị thiện trí thức này liền giảng cho quý vị mười lần rồi mỗi ngày một đĩa cd dung lượng của một đĩa cd là một tiếng đồng hồ quý vị nghe mười lần mỗi ngày đổi một lần ngày ngày nghe mười lần phương pháp tu học này chúng tôi nhậm tính ba năm họ liền đắc tam muội nghe kinh vô lượng thọ là niệm phật tam muội nghe được bảy tám năm như vậy thì khai ngộ thôi Quý vị định thế giới Tây Phương cực lạc liền thanh tựu rồi. Phàm phu một đời thành Phật Ngoài pháp môn này ra Thì phải đoạn phiền não Điều này khó Thực sự khó Không phải là khó giả Đây là gì Chúng ta nghe kinh niệm Phật Làm cho phiền não bị chế ngự Không để cho phiền não có cơ hội khởi tác dụng Tôi mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ 10 tiếng đồng hồ này sẽ không khởi phiền não sau khi nghe xong kinh lại đi niệm Phật Mười tiếng đồng hồ danh hiệu Phật Vậy cũng sẽ không khởi phiền não Còn lại mấy tiếng đồng hồ quý vị nghỉ ngơi cho tôi Quý vị mệt rồi Biện pháp tốt Phật Bồ Tát có trí tuệ Làm thiết kế này cho chúng ta Chúng ta chỉ cần y giáo phụng hành chắc chắn hữu hiệu. Phàm phu trong tất cả các loại chủng tánh là thấp nhất cũng là đáng thương nhất. Nhưng có cơ duyên có thể thành Phật. Thứ hai, thiện của nhị thừa thanh văn duyên giác có thể lìa khổ tam giới nên gọi là thiện nhưng có thể tự độ không thể độ tha nên cũng gọi là ác đây là nói về a la hán và bích chi phật hai hàng này đều thuộc về tiểu thừa căn tánh của a la hán kém hơn một tí bích chi phật thông minh hơn họ a la hán có thể đoạn kiến tư phiền não không thể đoạn tập khí bích chi phật có thể đoạn tập khí Cho nên A-la-hán tu tập cho tu Đoạn hết tập khí liền trở thành bích chi Phật Tức là thăng lên một cấp Hai loại người này rất hiếm có Tam giới Chính là dục giới Sát giới Vô sát giới Dục giới thiên trở xuống người súc sanh ngã quỷ địa ngục đều là dục giới đi lên thì sao sắc giới vô sắc giới đây là lục đạo chúng ta liền hiểu được tam giới chính là lục đạo luân hồi a à, là hạng bích chi phật có thể xa lìa lục đạo luân hồi họ có thể thoát ly kiến tư phiền não đoạn rồi phẩm loại kiến tư phiền não cũng rất phức tạp phật giáo sơ học đem nó quy nạp thành năm loại lớn kiến hoặc kiến là kiến giải hoặc là mê hoặc nói cách khác chính là quý vị đối với con người với sự diệt, với sự vật nhìn sai rồi chính là ý nghĩa này quý vị thấy sai tư là tư tưởng quý vị đối với tất cả dạng pháp quý vị nghĩ sai năm loại lớn của kiến quạt đầu tiên là thân kiến quý vị không biết thân không phải là chính mình quý vị cho rằng thân là bản thân sai rồi thân không phải là bản thân thân không phải là ta thân là gì là sở hữu của ta cũng giống như áo quần vậy áo quần không phải là ta áo quần là sở hữu của ta Sở hữu của ta và ta không giống nhau Đem sở hữu của ta cho đó là ta Sai rồi, sai lầm lớn rồi Quý vị xem, chúng sanh tạo nghiệp Gần 90% đều là vì ta Oan uổng hay không? Không phải là ta Thứ hai là biên kiện Biên kiện dùng lời hiện tại để nói chính là đối lập Có người, có tà, có đúng, có sai Có chân, có giọng Có tà, có chánh Là đối lập, phàm là đối lập Đều gọi là biên kiện, nhị biên Quan niệm này là sai trái Vì sao là sai trái? Chúng ta trong kinh giáo đại thừa đã học mấy mươi năm rồi. Tuy chưa chứng đắc. Nghe nhiều nghe quen tai. Khắp pháp giới hư không giới và ta là một thể. Quý vị xem nó vốn là một thể. Quý vị vì sao đem nó phân thành hai bên để làm đối lập? Đối lập là gì? Đối lập là nguồn gốc của tất cả các phiền não, bởi vì nó đối lập mới có mâu thuẫn có mâu thuẫn mới có xung đột mấy năm trước tôi tham gia hoạt động hòa bình của liên hợp quốc hội nghị hòa bình chủ đề của hội nghị này chính là tiêu trừ xung đột thúc đẩy xã hội an định thế giới hòa bình đề tài hội nghị này tốt Liên hợp quốc từ thập niên 70 trở đi Mở ra đã hơn 30 năm Thế giới càng mở càng loạn Nguyên nhân là gì? Nó căn bản không thể tiêu trừ Căn bản đối lập Vậy thì vấn đề làm thế nào để có thể giải quyết? Cho nên đến tìm tôi Tôi đến nơi đó làm báo cáo Tức là muốn từ đối lập mà quá giải Người khác đối lập với tôi Tôi không đối lập với họ Vấn đề liền được quá giải Chúng tôi làm báo cáo rất nhiều lần Đêm cổ thánh tiên hiện Mấy ngàn năm nay trường trị cửu an Để giảng giải với họ Họ nghe rồi quan hỷ Cuối cùng nói với tôi Họ nói đây là lý tưởng làm không được Làm không được thì vấn đề không thể giải quyết Vấn đề diễn biến sẽ càng ngày càng phức tạp Diễn biến đến cuối cùng là ngày tận thế của thế giới này Có lẽ chúng ta còn có thể nhìn thấy được Nhưng chúng ta làm sao mà ứng phó những tai biến này Học Phật Tuân thủ lời giáo huấn của Phật Tuy có tai biến Chúng ta có thể miễn trừ Nhất định phải tuân thủ Đoạn ác tu thiện Tội nghiệp đã tạo tác Quý vị phải hiểu được việc quay đầu Quay đầu là bờ Không thể tiếp tục tạo tác nữa Còn tiếp tục tạo thì Tai nạn này sẽ có tên của quý vị Trong thiên tai trời cao bắt người Họ sẽ là người đầu tiên có tên Tên của quý vị ở trong đó Quý vị sẽ không thoát được Quý vị nếu như quay đầu Đoạn ác tu thiện tên của quý vị sẽ được gạch bỏ những điều này chúng ta không thể không biết tư hoạt đây là tư tưởng sai lầm tham sân si mạng nghi toàn là sai lầm trong tự tánh không có tìm không ra tham sân si mạng nghi. Tham sân si mạng nghi là tư tưởng sai lầm nên nhớ việc. Tư tưởng sai lầm đó chính là tạo ba nghiệp ác. Nghiệp trong ba đường ác. Hà tất phải làm những việc này? trước đây nói về thiện nhân thiên tu thiện hai cõi trời người tiêu mất phước báo của quý vị quý vị tu nhiều phước như vậy quý vị tạo nhiều tội nghiệp như vậy đọa lạc tam đồ là tiêu tội báo của quý vị cho nên lúc đó là tiêu nghiệp nhưng là chế tạo nghiệp nhân những người này đều ở cõi người Những cõi khác đều là đang chịu quả báo Tạo nhân ác ít Cũng có Không nghiêm trọng như ở cõi người vậy Cho nên thỏa mãn có người tuy ngắn ngủi Nó vẫn là đầu mũi quan trọng trong lục đạo trong lục đạo thay đổi như thế nào Làm sao mà luôn hồi Đây là then chốt không thể không biết Chúng ta nếu như không gặp được Phật Pháp Đối với những sự việc này sẽ không biết được Mê hoặc tạo nghiệp Thọ báo Quý vị xem đáng thương biết bao Gặp được Phật Pháp Làm rõ được sự việc này rồi Hiểu thấu đáo rồi Nhanh chóng quay đầu Bỏ ác làm thiện Vậy là quý vị thông minh Chúng ta không làm việc này nữa Thiên tài đến Rất nhiều người lo lắng Dịch bệnh đến Dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng Nhiễm bệnh ba bốn tiếng đồng hồ là xong luôn Chữa bệnh cũng không kịp nữa Có phương pháp gì để ứng phó không? Có Trong Kinh Giáo Đại Thừa Phật Pháp thường nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Khoa học còn chưa đạt đến được từng lớp này. Những vi khuẩn virus này là như thế nào? Từ đâu mà có? Từ tham sân si mạng nghi biến diện ra. Nếu như tham sân si mạng nghi đoạn được, Thì những vi khuẩn này không còn nữa. Họ có tham sân si mạng nghi Họ mang những thứ di khuẩn này Quý vị không có tham sân si mạng nghi Những di khuẩn này trên thân quý vị đều không khởi tác dụng Vì sao vậy? Vì quý vị không có tham sân si mạng nghi Nó không tương ứng với quý vị Chúng ta gọi là quý vị có sức miễn dịch Nó không khởi tác dụng Nó là tham sân si mạng nghi Quý vị trong tâm cũng có tham sân si mạng nghi Vậy là gặp nhau liền hợp rồi Chính là sự việc như vậy Vì vậy các nhà khoa học nói với chúng ta Ứng phó với thiên tai Năm 2012 Bảo chúng ta Cách đoạn ác tu thiền Giống như Đức Phật giảng vậy Bảo chúng ta cái tà quy tránh Đoan tránh tâm niệm Quý vị xem, hoàn toàn giống với lời Đức Phật giảng Họ từ khoa học mà nghiên cứu, nghiên cứu ra được Chúng ta phải đem những lỗi lầm tập khí không tốt này đều diệt trừ hết Vấn đề liền được quá giải Còn phải dùng đến thuốc men gì nữa sao Không cần thiết nữa Không có khả năng này Đương nhiên đoạn tham sân si mạng nghi Không phải là người thường nữa Ít nhất cũng là A-la-hán trở lên Bởi vì tham sân si mã nghi là tư hoặc là hạn đoạn được rồi Chúng ta chưa đoạn Chỉ hạ thấp nó xuống Giảm nhẹ nó xuống Đợi giới tài sát danh thơ Thùy biết dừng đúng lúc Đây là bảo hộ chính mình Rất nhiều đồng học đều biết Tôi buổi chiều không ăn Quý vị có biết gì sao không? Tôi không phải là chỉ ăn đúng ngọ Cũng không phải là trì giới Bởi vì tôi nghe nói có khủng hoảng về lương thực Tôi liền chuẩn bị trước Tôi ăn ít lại một bữa Khủng hoảng lương thực nếu xảy ra Mỗi ngày tôi ăn một bữa là đủ rồi Có phương phá để đối ứng Tập thành thói quen Tôi một ngày dùng một ít là đủ rồi Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật Năng lượng Ăn uống là bổ sung năng lượng Quý vị không thể không có Nhưng quý vị cũng phải hiểu tiêu hao năng lượng đi đâu Lúc mới học Phật tôi đi theo thầy Lý rất nhiều năm Từng có một lần thảo luận vấn đề này với thầy Lý Tôi nêu ra xin thầy ấn chứng Lúc đó bởi vì thầy giáo mỗi ngày ăn một bữa Tôi cũng học theo thầy Học đến tháng thứ 8 tôi mới nói với thầy Một ngày tôi ăn một bữa đã từng ăn được 5 năm Có một khoảng thời gian Tôi có kinh nghiệm Tôi báo cáo với thầy giáo Vì tiêu hao năng lượng Có lẽ 95% tiêu hao vào trong vọng tưởng Lao tâm lao lực Tiêu hao năng lượng rất hữu hạn Thầy giáo tán đồng câu nói này của tôi Thầy nói đích thực là như vậy Vì nên người thường vọng tưởng rất nhiều nếu họ không ăn nhiều như vậy họ làm sao có thể bổ sung cho đủ giống như chiếc xe hao xăng vậy chúng ta là chiếc xe tiết kiệm xăng khác nhau lắm chúng tôi không có vọng niệm gì ngày ngày khởi tâm động niệm là a di đà phật những niệm khác đều không còn nữa quý vị xem họ phật mấy mươi năm họ phật sáu mươi năm rồi ít nhất cũng năm mươi năm không xem truyền hình. Thời đó còn là truyền hình đen trắng, tôi đã không xem rồi. Không nghe đài phát thanh, không đọc báo, cũng không xem tạp chí. Việc trong thiên hạ người ta hỏi tôi, mỗi ngày thiên hạ Thái Bình không việc gì cả. Người ta nói ở đây có việc này ở kia có việc nọ, tôi nói tôi không nghe nói. Biết việc nhiều thì phiền não nhiều, không biết thì không phải không có việc gì sao, tâm địa rất thanh tịnh từ sáng đến tuổi a di đà phật mỗi ngày đều đọc kim phật làm bạn với phật bồ tát tin tức biết được toàn là tin tức của phật bồ tát những tin tức rác rưởi của thế gian tôi đều không biết quý vị có thể phát tin tức tôi không tiếp thu tôi có quyền không tiếp thu phật bồ tát phát ra những tin tức này tôi ngày ngày đều đang tiếp thu cho nên giọng niệm ít tiêu hao năng lượng sẽ ít một chút cũng đủ dùng rồi điều này đối với việc ứng phó khủng hoảng lương thực phương pháp này của chúng tôi kỳ diệu hơn bất cứ điều gì không cần tranh giành với người ta chúng ta nhường tất cả quý vị xem tự tại biết bao cho nên chúng ta đều có sự chuẩn bị trước đích thực chỉ cần có một chút nước một tuần lễ không ăn cơm thì cũng không có vấn đề gì Tâm này là định, tai nạn gì đến cũng không quan tâm. Cho nên tiểu thừa không dễ dàng. Có thể làm cho Hai tử mê hoặc, kiến hoặc và tư hoạt đoạn mất không còn tạo nghiệp nữa dựa qua lục đạo luân hồi ở đây đồng thời chúng ta phải giác ngộ được vì sao lại có lục đạo luân hồi chính là kiến tư phiền não kiến tư phiền não là nhân của lục đạo lục đạo luân hồi là quả báo của kiến tư phiền não chúng ta có muốn làm việc luân hồi nữa không không muốn làm việc luân hồi quý vị phải buông hai thứ này xuống buông bỏ luân hồi liền không còn điều này cao siêu hơn nhân thiên nhiều rồi nhân thiên không ra khỏi lục đạo luân hồi điều này vượt qua lục đạo luân hồi nhưng những người này họ có thể tự độ không thể độ tha nói thật tình thì không phải không thể độ tha mà họ chưa đoạn phân biệt họ nói độ chúng sanh phiền phức quá nói với họ họ không nghe lại còn hoài nghi Thôi vậy mặc quý vị thôi Không có tâm từ bi của Phật Bồ Tát Bồ Tát quý vị không tin họ Họ cũng tìm quý vị Hàng nhị thừa thì không nghe Họ tuyệt đối không đi tìm quý vị Quý vị có vấn đề cầu họ Họ sẽ dạy quý vị Cũng rất từ bi Quý vị không tìm họ Họ sẽ không tìm quý vị Họ là nhiều thêm một gì không bằng ít đi một việc Ít một chút không bằng vô sự Là kiểu tâm thái này Tâm thái này là của nhị thừa Thứ ba Thiện của Tiểu Thừa Bồ Tát Từ bi đầy đủ Nên gọi là thiện Nhưng Chưa đoạn mảy may phiền não Nên gọi là ác Tiểu thừa Bồ Tát Nói thật tình thì Tiểu thừa Bồ Tát không bằng a la hán Không bằng Bích Chi Phật Vì sao vậy người ta siêu diệt lục đạo Họ vượt chưa ra khỏi lục đạo Tức là nói Kiến tư phiền não chưa đoạn được Họ tu sáu ba la mật Học Bồ Tát Bố Thí Trì giới Nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ Kiến tư phiền não chưa đoạn được Thứ họ tu được chúng ta biết Thiện nhân thiện quả của họ đều tại quái trời Vì sao không nói là nhân gian Nhân gian không có phước báo lớn như vậy Nhưng phước trời hưởng hết rồi Có thể lại đoá giao đường á Cho nên không thể nói họ là thiện Thứ tư Thiện của thông giáo tam thừa Tam thừa là thanh văn duyên giá Bồ Tát Thông giáo tam thừa Tam thừa cùng đoạn phiền não Của kiến tư đó là thiện Thông giáo tam thừa Thanh văn duyên giác Bồ Tát kiến tư phiền não đều đã đoạn rồi Nói cách khác họ siêu diệt thập Pháp giới Họ ở đâu? Họ ở tứ thanh Pháp giới Tứ thanh Pháp giới có ba nơi Thanh văn duyên giác Bồ Tát Ba nơi này là quả báo của họ Chưa ra khỏi thập Pháp giới Nhưng đỏ vào nhị biên Nhị biên là phân biệt Chấp trước không còn nữa Họ có phân biệt Cho nên không thấy lý của biệt giáo trung đạo Chưa đoạn một phần vô minh Vì vậy cũng gọi là ác Có phân biệt nhất định là nhị biên Không biết được trung đẳng Đây là thông giáo Thông giáo phía trước Thông với tiểu thừa Phía sau thông với đại thừa nói cách khác họ chưa đoạn được phân biệt và vô minh vô minh là khởi tâm đồng niệm chấp trước đã đoạn tập khí chấp trước cũng đoạn rồi nhưng là phân biệt tập khí phân biệt vô minh chưa đoạn cho nên đây cũng là ác thứ năm biệt giáo bồ tát biệt giáo là đại thừa không giống với tiểu thừa ở trước đây là đại thừa thật sự thấy lý của trung đạo Thầy Lý Trung Đạo nói cho quý vị biết phân biệt đã đoạn rồi. Phân biệt hơn một nửa là sở tri chứng. Cổ Đức có câu nói rất hay. Biết ít gì thì phiền não ít. Biết người nhiều thì phi nhiều. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến Ở Trung Quốc cổ thánh tiên hiền dạy người Trong Phật Pháp Phật Bồ Tát dạy người Vì sao vậy quý vị nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Vì sao không dạy quý vị đồng thời tham gia rất nhiều môn Sợ điều gì? Sợ chấp tướng Quý vị có thể không chấp tướng Vậy thì được Quý vị vừa chấp tướng Liền trở thành sở trì chương Trở thành chứa ngại Không những chứa ngại quý vị khai mở trí tuệ Mà còn chứa ngại quý vị đắc ta muội Sự chứa ngại này vừa phát sinh Công phu quý vị đã làm một đời Sẽ giống như học thuật của thế gian hiện nay Thế gian làm người học vấn Họ dùng là dùng tâm gì? Phân biệt của thức thứ sáu Chập trước của thức thứ bảy Họ dùng tâm này cho nên họ sẽ không chiến tánh họ không khai ngộ có thể đạt được một chút định không phải là đại định đạo lý này chúng ta nên hiểu Trong Phật Pháp Đại Thừa không phải vậy như vậy Quý vị đã biết Đại Thừa dạy học Thánh Hiền dạy học Mục đích là gì? Mục đích là giúp quý vị khai mở trí tuệ Ngay cả nho gia, đạo gia nói về ngộ tánh làm thế nào để giúp quý vị nâng cao ngộ tánh? Phương pháp của nó ở đây, nhưng ngộ tánh bắt buộc phải có gốc. Gốc có hai loại, một là thiện căn đời trước dẫn đến đời này, tâm họ rất định. Hạ à, người này quý vị nhìn thấy họ vô cùng trung thực Họ rất ít vọng niệm Tâm địa thuần chánh Không có tâm địa bất chánh gì Sẽ không hại người Thấy họ dường như khù khờ Nhưng rất trung thực Dường như người rất ngu xuẩn Sự ngu không ai bằng đó Gặp được duyên Trí tuệ của họ liền khai mở Giống như huệ năng đại sư của Trung Quốc vậy Quý vị thầy là một tiều phu đốn củi Ngành nghề này hiện nay không còn nữa Mỗi ngày lên núi đốn củi đem vào thành thị bán Bán củi rồi cầm tiền đi mua ít gạo Mua một ít dầu muối về nhà sống qua ngày rất vất vả Ba ngày không lên núi chặt củi Trong nhà sẽ không có cơm mà ăn Vất vả một ngày dường như sẽ duy trì được cuộc sống một ngày Vô cùng vất vả Nhưng con người chân thật Cho nên đây là thiện căn của đời trước Ngoài ra một loại khác là đời này dung bồi Từ nhỏ đã dung bồi Trước dung bồi đức hạnh Điều này cũng vô cùng quan trọng Đức hạnh từ đâu mà học được học với cha mẹ Đặc biệt là mẹ Vì thế mẹ là người thầy giáo đầu tiên của con cái vậy từ lúc nào vậy lúc nhỏ vừa ra đời lúc vừa mở mắt là phải lo dạy rồi không phải quý vị cố ý đi dạy chúng chúng ở đó nhìn mở mắt nhìn tự nhiên sẽ biết tay chúng sẽ biết nghe chúng nhìn cử chỉ hành động lời nói của người lớn chúng ghi nhớ trong lòng chúng liền bắt chứ chúng đang học tập cho nên ngạn ngữ cổ có nói ba tuổi nhìn tám mươi ba tuổi chúng ta đã nhìn được một ngàn ngày học một ngàn ngày rễ đã cắm chắc rồi chúng đều học được cho nên cha mẹ trước mặt con cái phải biết chúng đang nhìn thấy những gì chúng nghe thấy những gì chúng tiếp xúc được những gì nhất định phải đem luân lý đạo đức làm ra cho được làm ra cho con cai thị tức cũng là ngũ luân ngũ thường tứ duy bạc đức làm ra cho con cai thị đây là giáo dục cấm rễ hiện tại không còn nữa hiện tại ai biết những điều này trong sách cổ có ghi lại không ai hiểu nữa Một ngàn ngày này quan trọng hơn bất cứ điều gì Một ngàn ngày này dạy cho tốt Những đứa trẻ này sau này sẽ dễ dạy Bớt lo không cần tốn sức nữa Dường như 6-7 tuổi đi học Đi học thì thầy giáo làm gương cho chúng Thầy giáo tiếp tục dạy chúng Có người đi học sớm thì khoảng 4 năm tuổi, còn có lúc 3 tuổi. Vậy chúng điều gì? Vậy chúng học chữ. Vậy chúng biết chữ. Vậy nó đọc sách. Những điển tịch quan trọng Muốn để cho chúng học tập Vào thời xưa tứ thư ngũ kinh là bắt buộc học Đây là gốc Không cần giảng giải chỉ là học thuộc Vì sao vậy? Để cho trẻ con tu giới định tuệ Cái gốc đó cắm cho tốt rồi Giống như đệ tử quy cảm ứng thiên Những gốc đó đều là trước lúc ba tuổi Trong một ngàn ngày đó phải học cho biết Những điều này hoàn toàn là thân giáo Người làm mẹ làm để mô phạm Làm ra cho con cái thị Ba tuổi trở về sau là có thể dạy chúng rồi Dạy chúng học thuộc những thư tịch này khi nhỏ trí nhớ tốt ngày ngày đọc sách đọc từng lần từng lần vì sao vậy nếu như chúng không học thuộc sách chúng liền suy nghĩ lung tung chúng sẽ học những điều xấu làm cho chúng không có thời gian đi nghĩ những vấn đề khác đây chính là những phương pháp mà giới luật thiết lập không cho chúng có thời gian để nghĩ Tự ừ, chủ nghĩ chính là sách mà chúng học Ghi nhớ những thứ này Người thông minh Ít nhất một ngày phải đọc một trăm lần Căng tánh hơn kém một chút thì Hai trăm lần, ba trăm lần Cần cù bù khả năng Chính là đạo lý này vậy Toàn thể tiểu học Đều là làm công việc học thuộc lòng Tuổi lớn hơn một chút Lúc 8-9 tuổi Học thuộc lòng cổ văn Đó là gì? Học viết văn chương Khoảng 10 tuổi Thì có thể viết ra những bài văn rất tốt Thi từ văn chương đã được rồi Chúng đều biết viết rồi Biết viết cả văn ngôn Chúng có thể trực tiếp thông với con đường của cổ thánh tiên hiền rồi Hiểu được văn ngôn tức thông rồi Thứ gì đem đến bản thân chúng cũng sẽ biết đọc Người xưa dạy học thật cao minh hiện tại thì chẳng có cách gì để soán được người hiện tại không học thì bị thiệt thòi lớn rồi con đường tác kinh nghiệm và trí tuệ mấy ngàn năm của cổ thánh tiên hiền bày ra trước mắt quý vị quý vị không biết quý vị không có năng lực để xem nó không có phần đối với quý vị nếu như quý vị thật sự thông văn ngôn quý vị đời này liền có được kinh nghiệm năm ngàn năm như vậy không tốt quá sao trí tuệ của cổ thánh tiên hiền đó đều trở thành của bản thân quý vị cho nên hiện nay chúng ta nói học tập chúng tôi một đời không có phước báo không có một nơi có thể định cư suốt đời đều sống cuộc sống du mục không thể nào định cư cho nên tôi rất ngưỡng mộ những người suốt đời có một đạo tràng nhỏ vậy là vô cùng hạnh phúc họ có thể làm rất nhiều sự nghiệp tốt bồi dưỡng nhân tài cho thế hệ sau bởi vì bồi dưỡng nhân tài ít nhất phải mười năm định cư ở một chỗ họ mới có được thành tựu cho nên mười năm đèn sách một bước thành danh Cổ đức trú trên một ngọn núi Mười năm không xuống núi Không ra khỏi sơn môn Tâm họ là định Định sanh tuệ Luôn hướng ra bên ngoài Pháp duyên rất thù thắng Phiền não rất nhiều Tâm định không được Phiền não chướng sở trì chướng tất cả đều có đủ Điều này đối với họ tu định tu huệ sáng sinh trước ngày rất lớn Cho nên tu học khó là khó ở điểm này vậy Bản thân chúng ta hiểu rõ rồi Thật muốn thành tựu Hoàn toàn do nơi bản thân mình Bản thân có thể hay không? Có thể Quý vị có thể tìm Một ngành nghề tương đối nhẹ nhàng nào đó Tìm kiếm được ít cũng không sao Chỉ cần có thể sống được Có thời gian để đọc sách Có năng lực không qua lại với người bên ngoài duy trì tâm quý vị thanh tịnh làm cho sự học tập của quý vị không gián đoạn giống như cơ sĩ lưu tố dân mười năm thành công rồi mười năm này không vượt qua được không kham nhẫn được vậy thì cũng hết cách Cấm rễ còn có phương pháp cũ này Ba cái rễ nho thiết đạo Thìm sa di luật nghi là bốn cái rễ Sa di luật nghi người tại gia vẫn có thể học Phải cầm cho được chiếc chìa khóa văn ngôn Đọc thuộc một trăm thiên cổ văn Chìa khóa liền lấy được Sau đó ba nhà nho thích đạo Phải biết chỉ có thể một môn thâm nhập Chỉ là một bộ kinh không ngừng lặp lại Chắc chắn có điều tốt Không những lặp lại tâm quý vị là định Quý vị đắc ta muội Không thể đồng thời lướt qua quá nhiều Lướt qua quá nhiều ta muội không có nữa Giọng niệm của quý vị không đè được Giọng niệm không đè được thì trí tuệ không khai mở Thứ quý vị đạt được là tri thức Quý vị không có trí tuệ Nếu như là một môn thâm nhập thì Thứ quý vị đạt được sẽ là trí tuệ Trí tuệ vừa khai mở Vậy là chúc mừng quý vị Quý vị đã giảng sự thông rồi Hoàn toàn thông rồi Không những Phật Pháp thông thì pháp cũng thông hết vì sao vậy vì tất cả pháp không rời tự tánh trí tuệ khai là kiến tánh minh tâm kiến tánh đây là con đường thành đạo trong nhà phật ba càng thượng trung hạ đều phải đi con đường này chỉ có hàng thượng thượng căn họ đặc thù người có căn tánh như vậy rất ít hàng thưởng thượng căn là gì vọng tưởng phân biệt chấp trước họ trồng chốt lá đã buông bỏ hết họ có khả năng đoạt vậy minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật giống như huệ năng đại sư 24 tuổi thành phật rồi phật thích ca mâu ni 30 tuổi thành phật Khổng tử tam thập nhi lập tức thành thánh rồi Đây đều thuộc về hàng thượng thượng căn Không phải là người căn tánh phổ thông Người căn tánh phổ thông nhất định phải nhờ một môn thâm nhập Trương thời quân tu Mới có thể thành tựu Cho nên nghe kim thông thường nghe kinh không nghe tiếp được nghe được vài lần thì không còn hứng thú nữa đây là gì nghiệp chướng hiện tiền họ có chướng ngại chướng ngại từ đâu mà sanh ra đầu tiên là họ đối với kinh giáo không nhận biết không hứng thú lắm Thứ hai là tập khí phiền não nặng Giọng niệm nhiều Không thể chuyên tâm Cho nên Nghe kinh đọc kinh Không đạt được pháp hỷ Làm thế nào để cải tiến Ứng quan đại sư nói rất hay Thành kinh Chân thành cung kinh cho nên điều đầu tiên quý vị phải nhận biết cổ Thánh Tiên Hiền, quý vị sanh khởi tâm cung kính đối với họ. Quý vị sanh khởi tâm cảm ơn đối với họ. Sau đó quý vị tiếp tục đọc kinh nghe kinh thì sẽ khác rồi. Quý vị thật sự nghe ra được ý nghĩa, nghe ra ý nghĩa sẽ sanh tâm quan hỷ, vậy là quý vị muốn bỏ cũng không được. Quý vị mỗi ngày không ăn cơm có thể được, nhưng mỗi ngày không đọc kinh thì không được. Cuộc sống như vậy không chịu được Quý vị đạt đến trình độ này Thì kinh giáo này đối với quý vị sẵn sanh sức nhiếp thọ rất mạnh Bản thân quý vị mới có thể tương ưng với đạo Cho nên điều này phải dung bồi Phương pháp dung bồi nhất định phải từ đệ tử quy mà học Quý vị học được đệ tử quy cảm ứng thiền Tâm cùng kiến của quý vị liền xoanh khởi được Điều đầu tiên phải cảm ơn cha mẹ Phải hiếu thảo với cha mẹ Đây là điểm khởi đầu Cho nên giáo dục của Trung Quốc Điểm xuất phát là cha con phải có tình thân thân ái Sự thân ái đó là thiên tánh Không phải là vậy mà có được Nhưng không có ai vậy dần dần lớn lên liền quên mất Sự thân ái này sẽ không còn nữa Cổ nhân hiểu được sự thân ái này vô cùng đáng quý Nhất định phải dạy dỗ cho tôi vậy họ làm thế nào trong đời này giữ gìn được không bị biến chất? đây là mục đích đầu tiên của giáo dục. thứ hai là phát huy rộng rãi sự thân ái đó, yêu anh chị em của mình, yêu gia tộc của mình, yêu bà con xóm viên của mình, yêu xã hội, yêu quốc gia, yêu nhân loại. Cho nên giáo dục truyền thống là giáo dục yêu thương Giáo dục của Phật Pháp Đại Thừa là giáo dục từ bi Từ bi chính là thương yêu Vì sao không nói là thương yêu? Bởi vì thương yêu có tình chấp Trong từ bi thì sao? Trong từ bi không có tình chấp mà có trí tuệ Nói cách khác Yêu có lý trí gọi là từ bi Yêu thương mang theo cảm tình Đó chính là chữ ái mà thế gian chúng ta thường nói Phật Pháp không nói về chữ ái này Nói là từ bi ý nghĩa này chúng ta phải hiểu được Cùng một sự việc nhưng dũng tâm khác nhau Một bên là dùng trí Một bên là dùng tình cảm từ điểm này quý vị mới có thể nảy sinh tâm cảm ơn có tâm cảm ơn quý vị mới có thể hấp thu lời giáo huấn của cổ thánh kiên hiền vì sao vậy họ đều từ tâm cảm ơn mà lưu xuất ra quý vị cũng là tâm cảm ơn cùng với họ là tâm tâm tương ưng vậy là rất dễ dàng rồi Quý vị không dùng tâm cảm ơn Thì quý vị không giống với tâm họ nữa Nghe như thế nào cũng nghe không lọt tay Cũng không thể sanh pháp hỷ Những đạo lý này luôn phải làm cho rõ ràng thấu đáo Nên biệt giáo Bồ Tát chữ thiện này rất lợi hại họ thấy được lý của trung đạo trung đạo đối với người xưa trong bát đức có một chữ trung hiếu để trung tịnh nhân ái hòa bình quý vị xem cách viết chữ trung này là hội ý phía trên là chữ trung phía dưới là chữ tâm tức là trung ở trong tâm trung là gì không lệch không tà không thiên không tà đó gọi là trung nếu như có thiên có tà thì đó không phải là trung nói cách khác trung là chân tâm có lệ có tà là vọng tâm Có thiện ác thì sao Có thiện có ác cũng không phải là trung Đều là thiên lệch vào đường tà Thiên về thiện là tà Thiện đến một bên khác cũng vẫn là tà Thiện ác đều là tà Hai mặt của thiện ác đều không có Đó mới là trung Gọi là đại công trung chính Phải dùng chân tâm Không thể dùng giọng tâm Tâm trung là gì? Trong cái này chúng ta nói đến tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác Đây đều là trung Đêm trung chia thành ba phẩm thượng trung hạ Hạ phẩm là tâm thanh tịnh Trung phẩm là tâm bình đẳng Thượng phẩm đó là đại giác đại ngộ. Đại tri đại ngộ. Tâm giác đây là trung. Mục tiêu dạy học đều ở chỗ này. Vậy quý vị dùng chân tâm. Chân tâm là thiện. Cho nên Biệt giáo Bồ Tát Đây thật là đại thừa Bồ Tát Thì lý trung đạo Lý chính là tánh Đây là thiền Sau đó vì cách ly trung đạo Không thể thấy diệu trung Của viên giáo viên dung Sở hành còn có phương tiện Nên không xứng với lý Cũng gọi là ác Đây nói về điều gì? Nói một cách đơn giản với quý vị là Biệt giáo Bồ Tát thấy được lý trung đạo Thấy được rồi mà không biết dùng Trong cuộc sống hàng ngày họ không biết dùng Lý hiểu được Nhưng lúc dùng Quý vị xem Dùng là phương tiện tùy duyên Tùy duyên phương tiện nên quên mất lý trung đạo Như vậy là làm sao? Chúng ta nói rõ hơn một chút Mọi người đều hiểu được Trong cuộc sống hàng ngày Tùy tùy duyên phương tiện Họ chấp tướng vẫn còn có tập khí phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước rất mờ nhạt, tập khí vẫn còn. Cho nên tự tánh lý là tự tánh, trong tự tánh không có tập khí. Ngay cả tập khí khởi tâm động niệm đều không có. Họ vẫn còn có tập khí còn có ác. Đây là ác của họ. Không dễ dàng gì. Chúng ta nếu như không hiểu rõ được, đều cho rằng bản thân chúng ta tâm rất thiện, hành cũng rất thiện, quả báo tương lai nhất định rất thiện, nếu như quả báo đời sau phải đọa địa ngục, quý vị liền kêu là oan uổng. Quý vị nói Diêm Dương ơi oan uổng quá Tôi một đời luôn làm việc tốt Tâm thiện hành thiện Làm sao ông lại đưa tôi đến địa ngục này Quý vị phải hiểu điều này Thì không oan uổng nữa Chân thiện là gì? Dưới đây, Diền Giáo Đại Thừa đã nói ra hết rồi. Khởi tâm động niệm là gì tất cả chúng sanh không có mấy mây nào gì bản thân. Đây là thiền. Vì sao vậy? Trong tự tánh tâm thanh tịnh không có ta. Có ta là sai rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn người, còn người là bất thiền vì sao vậy người và ta là một không phải hai quý vị còn chia ta người là quý vị còn phân biệt vậy là bất thiện vì tất cả chúng sanh toàn tâm toàn lực phục vụ tuyệt đối không mong chúng sanh cảm ơn vẫn còn mong quả báo vẫn còn mong cảm ơn thì bất thiện Trong biệt giáo còn có ý niệm mờ nhạt này Diên giáo không có Thế nào là thiện, thế nào là ác Chúng ta không hiểu cho rõ thì làm sao được Cuối cùng nói đến sáu là thiện của viên giáo Bồ Tát, viên diệu chi lý là thiện trí cực. Đây là tánh đức, tánh đức viên mãn. Tánh đức là gì? Tánh đức là Phật pháp viên mãn. Nếu như tư việc nắm bắt đề cương đơn giản mà nói Thì cổ đức nói rất hay Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tiếp đó còn có một câu tự tỉnh kỳ ý Tức viên mãn rồi Nếu như không có điều sau cùng thì đó là Tiểu thừa là thông giao có điều này chúng ta mới hiểu được đó là duyên giao Tự tịnh kỳ ý Chữ tịnh đó chính là thanh tịnh bình đẳng giác Đoạn ác tu thiện Tương ngừng dự thanh tịnh bình đẳng giác Cùng với trong Kinh Kim Cang nói Phá bốn tướng Phá bốn kiến tương ưng Quý vị đoạn ác tu thiện Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ già tướng Chẳng những không chấp tướng Mà ý niệm cũng không có nữa Ý niệm là gì? Nửa bộ sau của Kim Kim Cang nói Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến Ý niệm đều không có nữa chân thiện Cho nên nói chí cực chi thiện Còn có một chút ý niệm ta người thì chưa thiện được Ở đây có hai nghĩa Lý Duyên Diệu này Trong đó có hai ý nghĩa Quý vị xem thứ nhất là Thuận duyên lý thật tướng là thiện Trại với nó là ác Duyên lý của thật tướng Lý viên mạng Chúng ta vừa nói Nửa bộ sao của Kim Kim Cang Nói gì lìa bụng kiện nếu như nói bốn tướng lìa rồi bốn kiến vẫn còn chưa buông bỏ là bất thiện đó là trái với lý của Phật dạy cũng là trái với điều đó là ác quý vị xem đoạn này thứ hai là đạt được viên lý này là thiện đạt là thông đạt là chứng đạt Chấp điều này là ạ à? Quý vị chấp tưởng Quý vị cho rằng ta chứng đắc rồi Đó chính là ác à? Trong tự tanh một pháp không lập Quý vị còn có một pháp Tôi chứng đắc Tôi chứng đắc vô thượng Chánh đặng, chánh gia Vậy là bất thiện Vì sao vậy? Vì quý vị có năng chứng Quý vị có sợ chứng Đây là tri kiến gì? Từ đoạn trước nói là Nhị thừa Thông giáo Tiểu thừa thì thông giáo có thể biệt giao cũng không chấp trước nữa, hướng là diêm giao. Làm sao mà lại còn dấu vết? Chính là khởi tâm động niệm. Phân biệt chấp trước đều không còn, họ vẫn còn khởi tâm động niệm, đó là bất thiện. Vì sao bất thiện? Vì không ra khỏi thập pháp giới. Không khởi tâm, không động niệm, đây là thiện, đây là duyên giáo thiện, vì sao vậy họ ra khỏi thập pháp giới? Họ đến quậy thật báo trang nghiêm, đó là thiện. Nếu như họ còn có khởi tâm động niệm, họ là Phật pháp giới trong thập pháp giới. Chưa ra khỏi thập pháp giới. Cho nên gọi là ác. Trình lấy đạt đến duyên lý là thiện chấp duyên lý là ác chấp trước chính là khởi tâm động niệm phát huy độc đáo của tôn thiên thầy nghĩa của nó rất tinh thâm câu nói này là lời tán thán của hoàng niệm lão Lời của thiên thai nói vô cùng đặc sắc Chúng ta lại hỏi Lời bình luận của niệm lão đặc sắc Ông có chấp tướng hay không? Nếu như ông chấp tướng thì ông bất thiện rồi nếu như ông là nói mà không nói, không nói mà nói thì đó là thiện nói ngang nói dọc mà không có động niệm, không có khởi tâm, không có động niệm đó là thiện điểm di diệu là ở đây vậy chúng ta tu học đại thừa đương nhiên tốt nhất là có thể đạt đến cảnh giới này trong cuộc sống hàng ngày Hòa quan đồng trần với tất cả chúng sanh Trong đó sạch sẽ không có khởi tâm động niệm Quý vị đã là viên giáo đại thừa Quý vị chính là Pháp Thân Bồ Tát Định thế giới này đầy ứng hoạt Vì sao vậy không khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm đã không có rồi Thì làm sao có tai nạn Làm gì có tật bệnh Hoàn toàn không còn nữa Vì sao vậy? Vì họ trở về với tự tánh rồi Tự tánh chẳng những không phải là vật chất Nó cũng không phải là tinh thần Cái gì cũng không có Không lập một pháp nào Nó cũng không bỏ một pháp nào gặp được duyên nó khởi tác dụng năng sanh dạng pháp tuy sanh dạng pháp tuyệt đối không có khởi tâm động niệm điểm này không thể không biết Cho nên chúng ta nghiêm túc nỗ lực Dùng một câu danh hiệu Phật Để dẹp bỏ Phân biệt chấp trước của chúng ta Dẹp bỏ khởi tâm động niệm của chúng ta Phương pháp này rất di diệu Thật sự có thể dẹp bỏ được phân biệt chấp trước Nói với quý vị rằng Hiện tại thế giới này Tất cả những thiên tai đều không có nữa Thiên tai là có Nhưng không liên quan gì với quý vị Quý vị không bị thiên tai này làm ảnh hưởng Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển Tâm của quý vị là chân tâm Trong chân tâm không có thiên tai Trong vọng tâm có thiên tai Trong vọng tâm còn có nhiễm tịnh Tâm tịnh trong vọng tâm không có thiên tai Tâm thanh tịnh Tâm nhiễm ô có thiên tai Trong tâm nhiễm ô còn có tâm thiện ác Tâm thiện ác có thiên tai Thiện tâm thiên tai ít Ác tâm thiên tai nhiều Những điều này đều phải hiểu cho rõ ràng Cho thủ đáo. Vậy tiêu chuẩn của chúng ta giới hạn thấp nhất là Phải trong nhiễm tịnh lấy tịnh không cần nhiễm Đó là tương ưng với điều ở đề kinh ngoài thanh tịnh Tâm địa thanh tịnh Virus sẽ không truyền nhiễm Những tai biến trên trái đất như thế nào Cũng không trở ngại đối với quý vị Mảnh đất mà quý vị đang cư trụ Mảnh đất này nước biển dâng lên sẽ nhấn chìm nó Nói cho quý vị biết Có Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Làm cho mảnh đất này được nâng lên Đây đều là thật Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Nếu như trong tâm quý vị vừa quảng hốt Vừa lo lắng, vừa sợ hãi Vậy là xong rồi nước đó lại nhấn chìm xuống bị rơi xuống thôi vì sao vậy vì tần hộ pháp chạy mất rồi quý vị là giả không phải là thật thật sự tâm thanh tịnh không dao động bên trong quý vị còn có lo sợ còn có sợ hãi tâm quý vị không thanh tịnh nên phải thật sự rõ lý phải thật sự như giáo lý mà tu hành Thiện ác của thiên nhân Thiện ác này chúng ta chỉ học đến đây thôi Chúng ta xem tiếp câu dưới đây Quốc độ thô diệu Thiên nhân là nói về chánh báo Quốc độ là nói về y báo Có người phải tốt Không có thứ gì là không tốt Điểm này Cổ Thánh Tiên Hiền Nói rất nhiều Cho nên người xưa đối với pháp chỉ không phải coi trọng lắm. Coi trọng nhất là gì? Là giáo dục con người. Con người nếu như vậy họ tốt rồi pháp và chế độ kém một chút không tốt lắm. Người tốt này cũng có thể làm ra được việc tốt. Nếu như pháp chí định ra có tinh nghiêm bao nhiêu mà có người không phải là người tốt, họ vẫn cứ làm việc xấu. Cho nên cổ Đức có một ví dụ. Họ nói pháp là gốc để trị nước. Giống như một thân cây vậy, một cái cây thì đây là thân thân cây này gọi là thân có người thì sao người là rễ có người là nguồn gì là nguồn gốc nếu như chỉ có pháp không có rễ cái cây này gió vừa thổi liền ngã xuống không có rễ cho nên người xưa quý vị xem trí tuệ họ quan trọng gốc rễ cho nên từ xưa đến nay chỉ cần dạy con người cho tốt pháp là thứ yêu không phải là chủ yêu con người dạy tốt rồi pháp có thể không cần nữa hồ tiểu lâm đã làm được quý vị xem hồ tiểu lâm trước đây kinh doanh công ty kinh doanh rất mệt lịch làm việc dày đặc Từng khoảng từng khoảng Sau khi học đệ tứ quy Toàn thể nhân công của công ty Mọi người cùng nhau học Đều y theo đệ tứ quy làm nguyên tắc Ông nói trong công ty những chương trình này Những pháp trước đây định ra toàn bộ đều bỏ hết Không cần nữa Lương tâm con người thức tỉnh lại rồi Người người đều vì công ty Đều đem lợi ích của công ty Đặt lên trên lợi ích của bản thân Ông ấy thành công rồi Cho nên ông chủ này rất nhẹ nhàng Ngày ngày ở nhà tụng kim Hiện tại tôi nghe nói ở nhà hiếu thảo với cha mẹ Ông cũng không đi làm Công việc ở công ty ngày một phát triển Ông có thể tận hiếu đạo Cả nhà quan hỷ Nhận biết được sự hấp dẫn của văn hóa truyền thống Mới bắt đầu cảm ơn đối với văn hóa truyền thống Không ngờ rằng nó tốt như vậy Hiện tại xã hội này đều phải làm ra gương tốt cho người khác thấy. Nếu không có gì có nói thế nào người ta cũng không tin. Làm ra cho mọi người nhìn thấy rồi, tin tưởng đây là thật, không phải là giả. Hơn nữa rất nhanh, Hồ Tiểu Lâm học văn hóa truyền thống mới hơn 3 năm. Đã có thành tựu tốt như vậy, thật quý hóa. Đây mới gọi là thật làm Vì thế cảnh tùy tâm chuyển Hai chữ thô diệu này trước đây đã chú giải rồi Nên không nói thêm nữa Thô là không tin, diệu là thắng diệu Sư Nghĩa Tịch nói Trong tịnh độ có Thô diệu sai khác Thu tức là biến hóa Diệu tức là thọ dụng Nghĩa là trong tịnh độ Có thô và diệu khác nhau Thu là có suy có biến Diệu là tự thọ dụng Hoặc là tha thọ dụng của quậy thật bằng Đây là Nói về tỳ kheo pháp tạng Đi theo thầy giáo Là thế gian tự tại dương Phật Tham quan khảo sát mười phương thế giới Tình hình trong tất cả quốc độ chư Phật Nhìn thấy tịnh độ trong quốc độ chư Phật Đây không phải là nói về ủy đồ Có thô, có diệu Thô là thay đổi Thô là những gì? Tự thanh pháp giới có thay đổi Chứ vậy nên biết Tự thanh pháp giới so với lục đạo tứ thánh là tịnh độ lục đạo là úy độ cũng tức là nói trong kinh hoa nghiêm chúng ta đã đọc được trong phẩm hoa tàn thế giới phẩm thế giới thành tựu ở đây trong kinh giang có nói đích thực có không ít quốc độ chư phật không có lục đạo luân hồi nhưng nó có tứ thanh pháp dự. Nó có tứ thanh không có lục đạo, đây đều coi là tịnh độ. Tứ thanh đây là thô, nó cũng còn có thay đổi. Diệu, diệu là không có thay đổi. Diệu ở đâu? Diệu là quải thật bao. Cho nên diệu này nói là tự thọ dụng hoặc là tha thọ dụng của quải thật bao tức là quốc độ của vị phật này nó có khỏi thật báo trang nghiêm nó có tử thánh pháp giới nói rõ nhìn thấy nhiều hiểu được thấu trị trong đây ghi nhận ưu điểm của người và bỏ qua khuyết điểm của người sau này thế giới Tây Phương cực lạc thành tựu Có tịnh độ hay không? Có ý độ hay không? Phật A-di-đà đều có hết Không bỏ thứ gì Nhưng trong ế độ ác đạo Ngài không nhận Quý vị xem thế giới Tây Phương cực lạc Có nhân thiên Nó không có ba đường ác Ác trong ế độ Ngài không nhận Thiện trong ế độ Ngài nhận Đương nhiên quậy phương tiện hữu dư Chính là tự thành Pháp giới Họ có Họ nhận Nhận rồi là gì Tự thành Pháp giới sẽ thay đổi trong tứ thanh pháp giới của họ thắng diệu bất biến Không những trong tứ thanh pháp giới bất biến Ngay cả nhân thiên trong cõi ối độ cũng bất biến Điều này thật dĩ đại Trong nguyên văn Ngài đã nói rồi Sành đến thế giới Tây Phương cực lạc Bất luận là thiên nhân hay là loài bò bay thân mềm Chưa đến quải Diêm Ma La Diêm Ma La chính là quải địa ngục Sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều làm A Duy diệt trí Bồ Tát Quý vị xem chúng sanh trong địa ngục Chỉ cần một niệm hồi đầu Đoạn ác tu thiện cái tà quy chanh Niệm Phật cũng có thể giáng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc Đương nhiên là Quảy phàm thánh đồng cư Hạ tam phẩm giáng sanh Nhưng như thế nào Tất cả đều là a duy diệt trí Bồ Tát Cấp bậc thì có, Quý vị có nhân thiên, có thanh văn, duyên giác, của Bồ-Tát, quá Phật trong thật pháp giới. Nhưng đến bên đó rồi tất cả đều bình đẳng. Toàn là A-duy Việt Trí Bồ-Tát, bình đẳng rồi. Vì thứ thấp nhất của A-duy Việt Trí là Duyên giáo sư trụ của Kim Hoa Nghiêm nói. Cao nhất là đặng giác Chúng ta thường nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Họ đều có được sự đãi ngộ này Điều này không thể nghĩ bàn Đây là Pháp khó tin Chúng sanh trong đường ác mang theo nghiệp nặng Nhân thiên mang theo nghiệp tương đối nhẹ Mang tội nghiệp cực trọng giáng sanh định thế giới Tây Phương cực lạc Cũng làm A Duy diệt trí Bồ Tát Điều này không thể không biết Quý vị biết rồi Quý vị mới có lòng tin tôi đời này nhất định có thể giảng sanh tịnh độ tôi đời này chắc chắn có thể chứng đắc a duy diệt trí quý vị có niềm tin pháp môn tịnh độ có thể thanh tựu hay không hoàn toàn do nơi tín nguyện có hay không điều này ngẫu Ích đại sư đã nói vậy quý vị phải chăng thật tin quý vị phải chăng thật sự muốn giảng sanh thật tin thì tất cả pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ quý vị là thật tin thật nguyện thì những ý niệm khác đều không có nữa một lòng một dạ cầu sanh tình đồn đây mới là thật thế gian này còn có một số chuyện linh tinh chưa buông bỏ thì lòng tính này chưa thật Còn muốn làm việc này làm việc kia Nguyện của quý vị chưa tha thiết Sau đó chúng ta mới nghĩ xem Cổ nhân Niệm Phật Giống như Tịnh độ Thánh Hiền Lục có nói trong giảng sanh truyện con nói Trong đó một nửa trở lên Những người giảng sanh đó niệm Phật bao lâu? Ba năm Năm xưa có lẽ đã hơn 40 năm về trước Có người hỏi tôi người xuất gia Ông ấy có hoài nghi đối với điều này Ông ấy nói những người niệm Phật này Ba năm thì giảng sanh Phải chăng vừa đúng thọ mạng của họ đến rồi Nếu không vì sao nhiều người niệm Phật ba năm rồi giảng sanh như vậy Lúc đó tôi trả lời rằng Tôi nói nếu như nói đều là thọ mãn hết rồi thì lời này rất khó nói nói không thông làm gì có sự trùng hợp như vậy quý vị nói số ít vài người thì được có thể giải thích như vậy dựa qua một nửa trở lên thì không thể vậy nguyên nhân là gì họ không cần thọ mạng nữa ví dụ này rất nhiều thọ mạng vẫn còn nhưng không cần nữa Công phu niệm Phật của tôi đến cảnh giới này có thể đi rồi Hiện tại tôi muốn giảng sanh Không muốn ở lại nơi này nữa Họ liền đi thôi Họ cầu Phật đến tiếp dẫn Phật thật sự đã đến rồi Vì sao vậy? Chứ ngại không còn nữa Chúng ta ở đây gọi Phật ở bên kia có ứng Ngài làm sao mà không đến được nếu như đạt được trình độ này công phu đã thành tựu rồi mà chưa muốn đi không muốn đi cũng có nguyên nhân không phải còn tham luyện đối với thế gian này còn tham luyện đối với thế gian này quý vị không đi được quý vị không có cảm ứng đối với phật mà là gì mà là quý vị có nhiệm vụ đó là nguyện của quý vị Quý vị phát nguyện Dẫn dắt thêm những người có duyên cùng đi Điều này có thể Điều này Phật cũng rất quan hệ Quý vị còn có thân thể này Lợi dụng thân thể này Đó không phải là vì bản thân nữa Giống như trước đây đã nói Không có mảy may ý niệm vì bản thân Toàn là vì chúng sanh Hữu duyên Phải là cách nói như vậy Chúng sanh có duyên với tôi Họ có thể tin tưởng tôi Có thể tin, có thể nguyện Tôi khuyên họ niệm Phật họ chịu nghe Dẫn thêm vài người cùng đi Như vậy là được Vậy là trú thí vàng lâu dài thì chưa chắc Vẫn còn duyên họ sẽ có thể trú thí thêm Không có duyên họ sẽ đi đến đi tự tại không có một chút chướng ngại nào cổ nhân có thể làm được người hiện tại cũng có thể làm được vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không thật sự muốn làm điều đầu tiên không thể hoài nghi Hoài nghi liền trở thành chướng ngại Hoài nghi là tư hoạt Tham sân suy mã nghi là phiền não nặng Có mấy mây hoài nghi thì Công phu của quý vị sẽ hoàn toàn bị tiêu hủy Quý vị không thể thành tự Cho nên phải phá nghi Đó là học kim giáo Nghe nhiều về kinh vô lượng thọ cổ nhân nói rất hay đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa nói quý vị có thể đem kinh vô lượng thọ bản chú giải của cư sĩ hoàng niệm tổ từ đầu đến cuối đọc một ngàn lần hoài nghi của quý vị sẽ không còn nữa chân tịnh thiết nguyện liên hiển tiền vì sao vậy quyển sách này đọc một ngàn lần quý vị liền đắc niệm phật ta muội tâm quý vị định rồi Nhất môn tham nhập trường thời quân tu Hai câu này quý vị đã làm được rồi Những kinh khác còn nhiều như vậy Tôi chưa đọc Phải làm sao đừng lo lắng Đến thế giới cực lạc rồi học tí Món nợ này phải tính cho rõ ràng Tôi ở nơi này học Tôi phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian vẫn không thể thành tựu học rồi thì sao không nhớ nổi đọc đoạn trước không biết đoạn sau đọc đến đoạn sau đoạn trước quên mực lãng phí thời gian cũng như vậy một thứ thông được rồi xem lời phật nói là thật hay là giả phật đã nói rồi một kinh thông tất cả kinh đều thông nếu như bộ kinh này thật sự hiểu thông Đắc ta muội khai mở trí tuệ rồi Những bộ kinh khác của di cầm đến xem liền thông được hết Lời Phật nói là thật không phải là giả Hơn nữa chúng ta ở thế giới này Thời gian ngắn Thỏa mãn có người ngắn Tôi chỉ nghiên cứu một loại Pháp môn vô lượng thể nguyện học Đến lúc nào tôi mới học Định thế giới cực lạc học vì thị tứ hoàng thị nguyện Hai nguyện trước viên mãn ở nơi này Hai nguyện sau đến thế giới cực lạc viên mãn Tôi chia theo cách như vậy Hai nguyện trước Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Tôi phải hoàn thành tại nơi này Hai nguyện sau Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Đến thế giới cực lạc rồi viên mãn Bốn câu ở nơi này viên mãn một lúc chúng ta làm không được Không có khả năng Ở nơi này thọ mạng ngắn Đến thế giới tây phương cực lạc Sẽ là vô lượng thọ Thử có là thời gian Có môi trường tu học tốt nhất, có thầy giáo tốt nhất, có đồng tham đạo hữu tốt nhất. Mỗi mỗi đều thuận tâm, không có một chút chướng ngại nào. Quý vị phải hiểu cho rõ ràng hiểu thụ đạo. Quý vị làm thế nào chọn lựa? Bản thân quý vị không phải đã biết rồi sao? Đối với thế gian này Chẳng những có những hành vi bất thiện Một mảy may ý niệm bất thiện cũng không có Hoàn toàn tương ưng với Phật A-di-đà Những việc làm trước đây Ngày nay hiểu rõ rồi Tất cả đều buông bỏ Không dám làm thêm nữa Chẳng những không dám làm ngay cả ý niệm cũng không có Không còn nghĩ đến những việc này Triệt để buông bỏ Hồi tâm chuyện ý làm lại từ đầu Ngay cả các nhà khoa học nói với chúng ta Cái tà quy chánh Nhấn mạnh việc đoàn tránh tâm niệm Trong cuộc đời này chúng ta nhìn thấy Những tấm gương của cổ nhân Ba năm thành công Lâu rồi Trong kinh Di Đà Nói cho chúng ta mấy ngày Hoặc một ngày hoặc hai ngày Đến hoặc bảy ngày Pháp môn này đã thành công Nhanh như vậy đó Ba năm Thông thường người nghiệp chướng rất nặng Thì ba năm thành công Người nghiệp chứa nhẹ bảy ngày đã thành công Từ điểm này Chúng ta liền có thể nhận thức được Pháp môn này thù thắng biết bao Bộ kinh này di diệu biết bao Bộ kinh này có thể thầy thị Tất cả những kinh Phật Thích Ca Mâu Ni Đã thuyết trong suốt 49 năm đương nhiên có thể thay thế chẳng những thay thế những kinh đức phật thích ca mâu ni thuyết trong bốn mươi chín năm nó còn thay thế cho tất cả mười phương ba đời như lai đã nói tất cả những kinh giáo vì sao vậy phật nói kinh giáo chính là vì một mục đích bảo quý vị nhanh chóng thành phật bộ kinh này đích thực chính xác là giúp quý vị ngay trong đời này thành tựu viên mãn Chúng ta mới thật sự nhận thức được bộ kinh này, nhận thức được pháp môn này, quý vị cũng thật sự nhận thức được Phật A Di Đà, cũng thật sự nhận thức được Bổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm cảm ơn đã sanh khởi rồi. Cảm ơn đối với Phật, cảm ơn đối với pháp môn, cảm ơn đối với kinh điển. Cảm ơn đối với bản thân chúng ta trong đời này may mắn gặp được dùng tâm cảm ơn thành tựu viên mạng hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật